bật ra rồi các bạn ơi. Một chiếc tàu tranh thủ vượt lên nha các bạn. Cho cát rất là lớn nha các bạn, gần như là qua vừa lọt cái cánh cửa luôn, còn hở ra mỗi bên khoảng chừng 1-2 tấc kìa các bạn. Lần sau có thể sẽ bị chạm đáy nha các bạn. Hiện tại là nước đang bình nha các bạn, có nguy cơ cửa sẽ bị đóng nên các ghe phải tranh, các ghe tàu phải tranh thủ nối đuôi nhau để qua, để tránh trường hợp cái cửa sẽ tự động đóng. Giờ cửa sắp đóng nên là khi một chiếc tàu chạy qua ở tốc độ nhanh thì có thể cái cửa sẽ tự đóng nha các bạn. Nên hiện tại các tàu đang chạy chậm lại và nối đuôi nhau để tránh cho cái cửa nó sẽ bị tự động đóng lại.
cửa nó không có bị cuốn. Quát luôn rồi. Đúng rồi. Đúng luôn rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Cái này nó hơi không được á. Không được đâu. Từ từ có thể qua được. Tới đi, đâu tới, 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 tới đi, tới nhẹ thôi. Cửa này nó vô rồi đó. Vô đó. Vô rồi đó. Dính rồi, không đâu. Cái chiếc này nãy vô trước được. Vô trước chiếc kia nói đuôi nhau được. Nước ở bên ngoài đã cao hơn nên là cái cửa đang khép lại và một chiếc tàu chở xi măng đã bị kẹt lại nha các bạn. Hiện tại cánh cửa cống đã đóng lại rồi nha các bạn. Chiếc ghe này kẹt lại phải chờ tới ngày hôm sau mới có thể qua được. Video mình xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video khác. Chào các bạn.